đầu hội đã giúp đỡ để làm sao mà trong số vốn này hàng tháng mình làm ra một ít lời để mua gạo cho bà con. Thì như vậy thì tất cả chúng ta đây hàng tháng chúng ta đã lãnh gạo rất nhiều năm và công việc đó đang phát triển bình thường. Thì trong đó thì sơ cũng biết lúc đầu khó khăn lắm. Lúc đầu thì bán trang trí nội thất, vốn mình có bao nhiêu cho nên không có bằng ai. Chuyển qua mặt hàng khác là bàn tủ ghế rồi qua gạch, rồi cuối cùng thì thậm chí còn chuyển qua quan tài nữa. Cung cấp cần câu hơn là cá. Chính vì vậy mà chúng ta hàng tháng với cái số tiền mà hội giúp đỡ lần đầu, cố gắng làm sao mà có một phần sinh lợi để hàng tháng giúp đỡ gạo cho bà con nghèo, cũng như là neo đơn, khuyết tật, những người mà thiếu điều kiện, con cháu đã nghèo, còn ông bà anh chị em thì còn nghèo khổ hơn. Ngoài ra chúng ta còn một cái mảng nữa, đó là cái mảng giúp cho anh chị em mua bán nhỏ lẻ và Honda ôm. Đó là gồm 50 người. Thì 50 người này hội giúp đỡ mỗi người là 5 triệu. Và hàng tháng thì họ hoàn trả lại 500 ngàn. Ở đây có một cái bà tôi vừa thấy là nằm trong cái tổ đấy. Và giúp thêm 100 ngàn. Chính họ là nghèo rồi, nhưng mà còn giúp thêm 100 ngàn nữa. Trong này có 50 phần. Đó là công sức của anh chị em mua bán nhỏ lẻ và Honda ôm. Một cái điều mà chúng ta thấy nghèo thương nghèo, nghèo ít thì thương những người nghèo hơn. Vậy thì tất cả những công việc đó đã làm nhiều năm và công việc đó cũng trở thành một cái sinh hoạt rất là bình thường. Cho nên hôm nay cũng là một cái ngày vui, cũng là một cái điểm nhấn của hội trên cái con đường phát triển và phục vụ. Thì chúng tôi cũng xin thay lời cho tất cả quý người thụ hưởng, quý thụ hưởng ở đây, xin chân thành cảm ơn hội đồng quản trị, cảm ơn tất cả quý nhân. Và như thế Sơn Nga nói, ước gì những cái mô hình này nếu mà chúng ta biết nhân rộng ra và đặc biệt biết quản lý tốt thì có thể giúp đỡ rất là nhiều người.